Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 bước vào chặng đua thứ tư, chặng đua cá nhân tính giờ tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Một cuộc cạnh tranh đầy quyết liệt và hấp dẫn đã được diễn ra giữa các tay đua và một lần nữa áo vàng đã đổi chủ. Trước khi chặng 4 đua cá nhân tính giờ diễn ra, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban thể thao Đài Truyền Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đã trao bảng danh vị cho ông Lương Tất Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn. Nhằm ghi nhận những đóng góp của đơn vị phối hợp tổ chức giải. Bên cạnh đó, các danh hiệu áo vàng, áo xanh và áo trắng sau khi kết thúc chặng 3 cũng được trao trước khi chặng đua bắt đầu. Trời mưa và nhiều gió khiến các tay đua gặp khó khăn khi hoàn tất phần thi của mình có chiều dài 9 km. Tuy nhiên, những cái tên có khả năng nước rút tốt vẫn gây ấn tượng đặc biệt. Mia Samat của đội đua Hà Nội là người đầu tiên kết thúc chặng đua với thành tích dưới 11 phút, nhưng sau đó anh lần lượt bị các tay đua khác là Quang Văn Cường, Sakano Williams và Trịnh Đức Tâm vượt qua. Và cuối cùng, tay đua giành chiến thắng vẫn là một cái tên quen thuộc của giải, Luis Desriac. Anh chỉ mất 10 phút 38 giây 12 để hoàn tất phần thi của mình. Qua đó tiếp tục độc chiếm danh hiệu ông vua cá nhân tính giờ với lần thứ 3 liên tiếp về nhất ở nội dung này. Niềm vui còn nhân đôi với Luis Desriac khi Jordan Para có màn trình diễn không tốt. Kết quả là tay đua của đội Bay Đồng Nai lần đầu tiên có được áo vàng ở một giải năm nay trong khi đó áo trắng cũng đổi chủ và thuộc về quang văn cường của tập đoàn lộc trời sau trận thi đấu thứ tư tập đoàn lộc trời cũng chính thức vượt qua vus thành phố hồ chí minh để dẫn đầu ở nội dung đồng đội ngày mai chặng năm của giải xe đạp quốc tế vtv cup tôn hoa sen từ hà tĩnh đi quảng bình có chiều dài 148 km sẽ tiếp tục diễn ra